trên đấy à? Nó không phát như thế đâu. Đi ra đoàn thì cái mình thành phố ấy. Ông không kiểu binh đô mà vào. Ai cho lên xe? Trong thời gian chờ đợi đoàn trên cái làm lễ, chúng mời các đồng chí trong đoàn cần di chuyển về đây. Kính thưa các chú, là vị trí chúng ta đang đứng đây là cao điểm 468 thôn Nặng Ngạt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, với chiều cao là 468m so với mặt nước biển. Tại cao điểm 468 này thì trong chiến tranh biên giới, pháo đài quan sát và sở chỉ huy của ta được đặt tại đỉnh cao của cao điểm 468. Đây là vị trí trung tâm của phía tây sông Lô trên toàn tuyến biên giới tiếp giáp giữa tỉnh Hà Giang với Trung Quốc. Đây, chúng ta có 32,252 km thuộc mặt trận Vị Xuyên, chịu ảnh hưởng của cuộc chiến tranh biên giới tại mặt trận này. Chiến tranh biên giới thì bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 1979 trên toàn tuyến biên giới 6 tỉnh nước ta, từ Phong Thổ, Lai Châu đến Móng Cái, Quảng Ninh. Và tại mặt trận Vị Xuyên này thì chiến tranh biên giới kéo dài hơn trong vòng 10 năm, bắt đầu từ tháng 2 năm 1979 và kết thúc dừng tiếng súng là tháng 10 năm 1989. Thì khu vực banh đất cao chúng ta đang đứng đây thì toàn cảnh các cô chú nhìn thấy ở tại thời điểm này thì bên này là tây sông Lô. Thế còn phía đông sông Lô là cao điểm 1030 mặt trận Xin Cả Lá, mặt trận đông sông Lô. Thì tại khu vực mặt trận đông sông Lô thì chúng ta hy sinh hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ. Thế còn khu vực tây sông Lô này chúng ta hy sinh hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ. Ở chúng ta có một cái điểm cao, đó là đỉnh cao 1509, vị trí ở giữa và xa nhất tại dãy tây sông Lô này. Các chú có quan sát không ạ? Vị trí đi cao điểm 1509 ở Trung Quốc gọi đây là dãy núi Lão Sơn, Lão San. Trong chiến tranh biên giới thì chúng ta có hai cao điểm có vị trí đặc biệt chiến lược, đó là 1250 thuộc núi Bạc của huyện Yên Minh và 1509 thuộc tây sông Lô. Sau khi chiến tranh biên giới kết thúc và sau khi phân giới cắm mốc thì hiện nay cái đỉnh cao nhất của 1509 đổ về phía bên kia đã thuộc về đất của Trung Quốc, trước đó là thuộc đất của Việt Nam. Từ đỉnh 1509 xuôi theo phía triền bên tay phải, các bác gọi là đường yên ngựa. Xong ký hiệu của ở tại mặt trận này thì đây là cái đường yên ngựa ở tính như sườn phải đấy ạ. Thì từ cái đỉnh 1509 đến cái dông cuối cùng, dông 772 bên góc tay phải của các đồng chí đang đứng tại đây, mặt bên này là đất của Việt Nam và mặt bên kia là đất của Trấn Thiên Bảo, huyện Malifor, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Và tại cái rãnh sâu nhất này chúng ta có cột mốc 259 đánh dấu chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, bắt ngược lên là mốc 258 và về bên đằng sau này là mốc 260. Đối với cái đường yên ngựa bên dông 772 này thì chúng ta có 3 mốc 258, 259 và 260. Cao điểm 772 bắt đầu từ cái vị trí đất lở đầu tiên các cô chú chúng ta quan sát được, bắt sang cái đỉnh D2 này là cái đồi đất bên phía tay phải này. Cao điểm 772 này với chiều cao 772m so với mặt nước biển và trong chiến tranh biên giới được gọi là đồi thịt băm, cối xay thịt. Vào ngày 12 tháng 7 năm 1984 thì ta đã thực hiện một cái chiến dịch được đặt tên là MB84 với sự huy động lực lượng của 3 sư đoàn tiến đánh trên hướng các cao điểm. Sư đoàn 356 với trung đoàn 876 tiến đánh trên hướng cao điểm 772, sư đoàn 312 tiến đánh trên hướng cao điểm 1030, sư đoàn 316 tiến đánh trên hướng cao điểm 233 đằng sau của cao điểm 685. 4 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 1984 thì ta bắt đầu chiến dịch MB84 và đánh trong vòng một ngày hôm đó thì ghi nhận là trên toàn tuyến của 3 điểm, 3 cao điểm này và chúng ta đã hy sinh hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ. Riêng đối với cao điểm 772 của sư đoàn 356 tiến công chủ lực thì sư đoàn đã hy sinh là 593 cán bộ chiến sĩ trong vòng một ngày. Và cao điểm nhất đó là tại cao điểm tại đỉnh D1 đằng sau của cao điểm D2 này thì trung đoàn 876 sư bộ binh 3 đã hy sinh là hơn 144 cán bộ chiến sĩ. Các đồng chí, là cái cao điểm 772 này thì hiện nay vẫn còn rất nhiều hài cốt của cán bộ chiến sĩ ta nằm lại. Bởi vì khi hy sinh thì với những cái làn đạn pháo Trung Quốc bắn dày đặc như vậy thì rất nhiều cán bộ chiến sĩ ta khi hy sinh thì tan xương nát thịt, không lấy được hài cốt trở về. Từ cao điểm 772 cái đông đất D2, các đồng chí nhìn thấy bên tay phải chúng ta có một cái dãy đồi đá. Cái dãy đồi đá này với những cái vạt đá trắng thì những cái vạt đá này không phải do cấu tạo địa chất mà nó như vậy, mà đây là do pháo của Trung Quốc công kích vào. Cao điểm này nếu như nhìn từ trên cao xuống thì có 5 đỉnh từ E1 đến E5, và vị trí chúng ta nhìn thấy đây là đỉnh E5. Đây là cao điểm 685 trong chiến tranh biên giới được gọi là lò vôi thế kỷ.
Từng thớ đá của cao điểm này bị nung nóng bởi hàng nghìn quả đạn pháo của Trung Quốc. Không có một loại cây nào có thể sống sót trên nền của cao điểm này trong suốt những năm tháng chiến tranh biên giới diễn ra. À, những cái thớ đá được nung nóng như vôi. À, các bác cựu chiến binh kể là gì ạ? Khi mà chúng ta nhìn thì nó sừng sững như vậy, nhưng chỉ cần chạm nhẹ tay vào là từng thớ đá nó vụn ra như cám. À, không có một loại cây nào sống sót được ở trên nền cao điểm 685 này, và tất cả những cái cây xanh mọc lại này thì cô chú là mọc lại sau 43 năm chiến tranh biên giới kết thúc và mới chỉ ở tầm thấp như vậy. Và tại vì cái cao điểm 685 này rất tiếp giáp rất gần với đường biên của Trung Quốc, chính vì vậy mà rất nhiều lần quân Trung Quốc tiến đánh và chiếm của ta cái cao điểm 685 này, sau đó bộ đội ta lại chiến đấu và lấy lại được. Thế cho nên chúng ta hy sinh rất nhiều cán bộ chiến sĩ, và hai trong số đó đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cũng đang được thờ chính đền, đó là anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh ở thuộc trung đoàn 876 của sư đoàn 356 và anh Lê Trần Mãn, y sĩ của sư đoàn 356, trong quá trình chiến đấu hy sinh rất là oanh liệt tại mặt trận Vị Xuyên này. Thế Nguyễn Viết Ninh đã khắc trên khẩu súng, bán súng của khẩu súng AK của mình một cái câu nói, và câu nói này đã trở thành lời thề của người lính mặt trận Vị Xuyên: sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Và lời thề này đã được khắc tại bia chiến thắng do các con cựu chiến binh của sư đoàn 356 tặng cho nhà đền, với lời thề của người lính mặt trận Vị Xuyên và bức phù điêu bằng đá được gọi là bia chiến thắng, với hình tượng của cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hà Giang tham gia chiến đấu trong chiến tranh biên giới người và đất Hà Tuyên kỷ niệm 1979-1989. Ở xung quanh những khu vực đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên thì các cô chú chúng ta quan sát, đây là một cái thung lũng. Đây là thung lũng nặng ngặt, và cái khu vực này nó như một cái lòng chảo hứng toàn bộ pháo đạn của Trung Quốc dội vào. Và sau khi chiến tranh biên giới kết thúc thì khu vực này cũng là khu vực mà còn sót lại nhiều bom đạn chiến tranh nhất. Và tính trên toàn diện tích của mặt trận Vị Xuyên thì hiện nay chúng ta vẫn còn gần 9.000 ha đất chưa được làm sạch, và trên nền đó là gần 2.000 cán bộ chiến sĩ chúng ta vẫn chưa tìm được hài cốt. Không phải chúng ta không tìm kiếm, thưa các chú, việc tìm kiếm quy tập vẫn được thực hiện từng ngày từng giờ bởi đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang với 18 cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Hàng ngày thì các anh vẫn lên các điểm cao, các khe sâu, thung sâu của mặt trận để tìm kiếm quy tập hài cốt được trở về khi có những thông tin. Và hiện tại thì những cái bộ hài cốt mà tìm thấy trong thời điểm này thì thưa các chú là hoàn toàn không đầy đủ nữa rồi. Và phần nữa là gì ạ? Như bạn ấy có chia sẻ với đoàn là khi mà pháo Trung Quốc công kích và bắn tại mặt trận Vị Xuyên này thì khi cán bộ chiến sĩ ta hy sinh thì đa phần là thiệt xương các chú các anh hòa cùng đất mẹ, không lấy được hài cốt để trở về. Và những cái hài cốt tìm thấy trong thời điểm hiện tại thì gọi là bộ hài cốt liệt sĩ thôi, nhưng hoàn toàn không đầy đủ. Và cái việc mà giám định ADN để xác định danh tính thông tin của các liệt sĩ thì cũng phần đa là không làm được nữa rồi. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên đặt tại km 18 đường Hà Giang Hà Nội là nơi chúng ta quy tập tất cả cán bộ chiến sĩ hy sinh trên toàn tuyến mặt trận Vị Xuyên về đó để yên nghỉ. Thì hiện nay nghĩa trang đã quy tập tính đến ngày 17 tháng 2 năm 2022 là 1.864 phần mộ và một ngôi mộ tập thể. Thì gần 400 phần mộ trong số đó trên bia mộ của các chú các anh đều ghi là gì? Liệt sĩ không xác định được thông tin, chính là vì những lý do như vậy. Sau đây thì cháu trân trọng kính mời các đồng chí trong đoàn chúng ta di chuyển cầu thang bên tay phải lên trên sân chính để làm lễ, và chúng ta dành một phút tưởng niệm cho cán bộ chiến sĩ hy sinh trên toàn tuyến mặt trận Vị Xuyên. Chúng mời các chú. Chị là chú trưởng đoàn 3 này, có thể nhìn hơn một mình đấy. Các đồng chí trong đoàn, chúng ta di chuyển lên giúp cháu 3 bước. Các đồng chí xong phải 2 bước giúp cháu ạ. Kính thưa các đồng chí trong đoàn đại biểu cựu chiến binh thành phố Việt Trì do đồng chí đại tá Tô Văn Khoa làm trưởng đoàn. Chúng ta đang đứng tại sân dưới của đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, ngôi đền thờ chung cho hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại mặt trận Vị Xuyên từ năm 1979 đến năm 1989. Quy mô đền thờ được xây dựng trên nền diện tích hơn 1.000 m2 với 5 ban. Ban đầu tiên của nhà đền đó là nhà bia Tổ quốc ghi công và một gác chuông cao 3,94 m. Sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí đại tá Tô Văn Khoa đại diện cho đoàn cựu chiến binh thành phố Việt Trì lên dâng hương dâng lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Tiếp theo ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Tô Văn Khoa đại diện cho đoàn lên gác chuông thỉnh một hồi chuông, kính mời chư vị hương linh canh hùng liệt sĩ về ngự tại đền chứng giám cho lòng.
chú chốt ở đâu ạ? À, Hàng Rơi ạ. Vâng. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng. Vâng. Thành phố Việt Trì và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quang Đại, chúng ta tập trung trước sân để làm lễ dâng hương. Là ban tổ chức trân trọng mời đoàn đại biểu chúng ta xếp thành hai hàng ngang trước sân để làm lễ dâng hương. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí đại tá Tô Văn Khoa, phó chủ tịch hội cựu chiến binh thành phố Việt Trì và đồng chí Ma Thị Năng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quang Đại, mời hai đồng chí tiến lên phía trước một bước. Kính mời đồng chí đại tá Tô Văn Khoa, phó chủ tịch hội cựu chiến binh thành phố và đồng chí Ma Thị Năng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quang Đại lên dâng hương kính lễ. Xin trân trọng kính mời. Kính mời các đồng chí đại biểu chúng ta lần lượt theo hàng từ đầu hàng bên phải chúng ta đi lên dâng hương. Xin trân trọng kính mời các đại biểu. Ban tổ chức trân trọng kính mời các đồng chí đại biểu chúng ta dâng hương xong, mời các đồng chí đại biểu chúng ta về vị trí ban đầu để ổn định tổ chức. Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, với truyền thống uống nước nhớ nguồn hướng về kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, trong chương trình hành quân về nguồn từ
tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang hôm nay ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 6 năm Nhâm Dần. Trong không khí trang nghiêm xúc động với tấm lòng thành kính biết ơn, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Việt Trì và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quang Đại, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, do đồng chí đại tá Tô Văn Khoa, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố làm trưởng đoàn, và đồng chí Ma Thị Năng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quang Đại, cùng các đồng chí đại biểu tới đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên cao điểm 468 thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Xin được nghiêm trang trọng thể thắp nén tâm hương để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa hương linh các anh hùng liệt sĩ, trong giờ phút linh thiêng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ dưới áng hương trầm thơm tỏa, đoàn đại biểu xin được gọi tên các anh. Hỡi các anh hùng liệt sĩ, các anh còn đang ở quanh đây trên các cao điểm 685, 772, 233, Cô X, 4 Hầm hay 1030, 1509 và nhiều địa danh khác, hay các anh còn nằm trong hang đá dưới thung sâu trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng. Xin các anh hãy hội tụ về đây, ngôi nhà chung, đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, để đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Việt Trì và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quang Đại chúng tôi xin được báo cáo để anh linh các anh hùng liệt sĩ chứng giám. Thung sâu rừng thẳm bao người đang làm lại, dâng nén tâm hương xin đón nhận ngày về. Đoàn đại biểu xin được thắp thêm một nén tâm hương để tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng thành kính đối với các anh. Chúng tôi xin được thành tâm nguyện cầu cho hương linh các anh được siêu linh tịnh độ, yên giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng. Hồn thiêng các anh tiếp tục phù hộ độ trì cho dân tộc, cho non sông gấm vóc Việt Nam phát triển mạnh mẽ trường tồn, phù hộ độ trì cho đoàn đại biểu và đại gia đình chúng tôi luôn được an lành hạnh phúc. Đoàn đại biểu chúng tôi nguyện chung sức đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong không khí trang nghiêm đầy xúc động, đứng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hàng nghìn cán bộ chiến sĩ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đoàn đại biểu chúng tôi xin được để cho các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Trân trọng kính mời đoàn đại biểu chúng ta vào trong nhà để dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ. Đã xin được. Kính thưa đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Việt Trì và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quang Đại, kính thưa đồng chí đại tá Tô Văn Khoa, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, kính thưa đồng chí Ma Thị Năng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quang Đại, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, kính thưa các đồng chí đại biểu, đoàn đại biểu chúng ta đang đứng
Bên trong của ngôi đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, tất cả các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên và bà con nhân dân chúng ta gọi đây là ngôi đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, gọi là ngôi nhà chung thờ hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1979 đến năm 1989. Thì tại chính giữa nhà đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, bên phía tay trái đoàn đại biểu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bên phía tay phải là bài vị của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên. Để kính thưa các đồng chí đại biểu, cựu chiến binh của thành phố Việt Trì và công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quang Đại, đoàn đại biểu chúng ta vào trong nhà kính lễ. Thì ban tổ chức nhà đền rất là kính mời các đồng chí đại biểu cũng hoan nghỉ với nhà đền của cháu, thì để các đồng chí, hai đồng chí đại diện trưởng đoàn sẽ dâng hương. Sau đó khi dâng hương xong thì người đoàn đại biểu chúng ta sẽ kính lễ từ Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí ạ. Xin được kính mời đồng chí Tô Văn Khoa và đồng chí Mai Thị Lan lên dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dâng hương dân ba nén. Sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Tô Đại tá Tô Văn Khoa, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Việt Trì đại diện cho đoàn các đoàn đại biểu sẽ thỉnh bảy tiếng chuông kính tiếp bảy tiếng. Thưa đồng chí đại biểu, sau khi hai đồng chí trưởng đoàn kính lễ các anh hùng liệt sĩ xong thì ban tổ chức trân trọng kính mời các đại biểu chúng ta ra ngoài sân nước và tham quan thị trường.